Indonesia đến với AFF Cup 2021 với quyết tâm rất lớn xóa rớp vua về nhì sau 5 lần giành chức Á quân trong tổng số 12 lần giải đấu được tổ chức. Dưới bàn tay huấn luyện viên Shin Tae-yong, tình trạng vô kỷ luật trong nội bộ đã được dẹp bỏ và đội bóng xứ Vạn Đảo đang được làm mới với việc loại bỏ khá nhiều cựu binh. Không phải ngẫu nhiên, Indonesia tỏ ra tự tin với tuyên bố sẽ giành chức vô địch. Đồng thời, Liên đoàn bóng đá Indonesia cũng đã sẵn sàng ngân sách và treo thưởng khá hậu hĩnh nếu thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong giành được kết quả khả quan tại AFF Cup 2021. Indonesia thực sự là một ẩn số khó lường trong cuộc đua giành vé vào bán kết của bảng B, vốn xem là tử thần với sự có mặt của đương kim vô địch Việt Nam và Malaysia. Trong khi đó, dù huấn luyện viên Keisuke Honda có những tuyên bố mạnh mẽ nhằm trấn an tinh thần các học trò, nhưng qua màn trình diễn ở trận thua Malaysia 1-3, Campuchia cho thấy họ không có nhiều cơ hội để làm nên bất ngờ trong cuộc đua ở bảng B. Khoảng cách trình độ với nhóm ứng viên cạnh tranh vé vào bán kết là điều mà đội bóng xứ chùa tháp chưa thể thu hẹp. Campuchia còn rất nhiều việc phải làm, nhưng thời gian không đợi thầy trò huấn luyện viên Keisuke Honda, bởi nếu trắng tay trước Indonesia, cánh cửa vào bán kết coi như đã khép lại. Đội bóng xứ chùa tháp sẽ phải chơi hết mình để giành được kết quả tốt nhất trước Indonesia nếu như không muốn dập tắt cơ hội đi tiếp tại AFF Cup 2021. Indonesia vận hành theo sơ đồ 4-1-4-1 và huấn luyện viên Shin Tae-yong xây dựng lối chơi dựa trên những trụ cột như Evan Dimas, Enkan Bagus và Kuseida Yudo, kết hợp cùng với một số tài năng trẻ đang có phong độ tốt. Sự vắng mặt đáng tiếc nhất bên phía đội bóng xứ Vạn Đảo ở trận này là Maulana Vicky do đang bận thi đấu tại giải vô địch quốc gia Slovakia và chỉ có thể tham dự AFF Cup 2021 kể từ sau ngày 18 tháng 12. Rất nhiều trụ cột của Campuchia đang không có được phong độ tốt nhất, điển hình như trường hợp của Chan Van Thanaka cũng đã bị thay ra trận đấu với Malaysia. Tuy nhiên, qua trận đầu tiên, có thể các niềm hy vọng lớn nhất của đội bóng xứ chùa tháp như Van Thanaka, Chanthea và Sokumphik có thể sẽ chơi tốt hơn. Indonesia chiếm thế áp đảo tuyệt đối trong kết quả đối đầu trực tiếp với Campuchia trong hai thập kỷ vừa qua. Đội bóng xứ Vạn Đảo giành chiến thắng cả 5 trận trước Campuchia, ghi được 17 bàn và chỉ để thủng lưới duy nhất một bàn trước đối thủ. Indonesia có phong độ khá phập phù khi họ để thua 2 trận và có 3 chiến thắng trong 5 trận đấu diễn ra từ tháng 6 trở lại đây. 5 trận gần nhất, đoàn quân của huấn luyện viên Shin Tae-yong ghi được 9 bàn và để thủng lưới 8 bàn. Ngoài 2 chiến thắng trước đội bóng rất yếu là Guam, Campuchia đã thua 3 trận trước các đối thủ mạnh hơn. Hiệu quả thi đấu cũng là vấn đề đáng lo ngại. Trong 5 trận gần nhất, Campuchia ghi được 5 bàn và thủng lưới 18 bàn. Tỷ lệ kèo của trận đấu này, Indonesia chấp Campuchia 2 trái. Indonesia được các nhà cái đánh giá rất cao ở trận đấu với Campuchia, bởi ngoài sự áp đảo về kết quả đối đầu, năng lực và bản lĩnh thi đấu của đội bóng xứ Vạn Đảo cũng vượt trội so với đối thủ. Việc Indonesia mang về 3 điểm trọn vẹn là điều nằm trong dự báo, nhưng ở trận ra quân, có thể đoàn quân huấn luyện viên Shin Tae-yong chưa thể đạt hiệu quả thi đấu tốt nhất. Với kèo chấp khá sâu, lựa chọn Campuchia an toàn hơn cho người chơi. Tỷ lệ tài xỉu của trận đấu này là 2-3/4 trái. Campuchia đã bị dồn vào chân tường và họ không còn lựa chọn nào khác là phải chủ động hơn trong tấn công để tìm kết quả có lợi nhất nhằm tránh bị loại sớm. Ghi bàn vào lưới Indonesia là nhiệm vụ hàng đầu của đoàn quân. Huấn luyện viên Keisuke Honda và điều này hứa hẹn trận đấu với Indonesia sẽ có từ 3 bàn thắng trở lên. Với tỷ lệ này, lựa chọn tài hợp lý hơn. Thể thao và văn hóa dự đoán, Indonesia sẽ giành chiến thắng trước Campuchia với tỷ số 2-1.